Giá vàng hôm nay mùng 8 tháng 3 tăng như vũ bão, vượt 75 triệu đồng lượng. Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng vọt tăng phi mã đúng như dự đoán. Thời điểm 8 giờ 40 phút sáng nay ngày mùng 8 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.992 USD một ounce, tăng mạnh 22 đô la Mỹ ounce so với chốt phiên tuần trước. Kim loại quý đã có một tuần giao dịch rực rỡ với mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Điều đặc biệt là trong cuộc khảo sát cuối tuần, 100% chuyên gia được hỏi đều cho rằng giá vàng tuần này sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng trong tuần này vẫn sẽ tiếp tục bị chi phối bởi những diễn biến căng thẳng ở Ukraine, với dự đoán giá vàng sẽ vượt mốc 2.000 USD một ounce khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao và tâm lý tăng giá trên thị trường tăng. Không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các quỹ đầu tư lớn cũng liên tục gom mua vàng. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã gia tăng thêm lượng vàng nắm giữ thêm 4,06 tấn vàng, tăng tổng lượng vàng nắm giữ lên 1.054,28 tấn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo căng thẳng Nga-Ukraine vốn đã gây những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt, với giá dầu lên tới gần 120 USD một thùng, làm gia tăng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chật vật phục hồi từ đại dịch. Thông tin đáng chú ý trong tuần này chính là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI mới nhất của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm. Nhiều ý kiến dự đoán chỉ số CPI sẽ vượt mức 8% do giá dầu tăng cao. Silus, giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Watch Trading, nhận định mục tiêu chiếm lĩnh ban đầu của vàng sẽ là 2.010 đô la Mỹ ounce. Nếu giá vàng không thể lên tới 2.000 đô la Mỹ ounce trong môi trường có quá nhiều rủi ro và không chắc chắn như thế này, khó có thể dự đoán trước điều gì. Tại thị trường trong nước, giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới. Tính tới sáng nay, giá vàng SJC bán ra đã chính thức vượt ngưỡng 70 triệu đồng lượng. Vàng hiện được đánh giá là kênh trú ẩn tốt, kênh đầu tư an toàn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Từ đầu năm 2022, bên cạnh nhu cầu mua vàng lấy may, số người mua vàng tích sản nhiều hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Như vậy, nếu người dân mua vàng vào đầu tuần trước, ngày 28 tháng 2 với giá 65,7 TUDG trên lượng thì tới nay, mỗi lượng vàng, người dân đã lãi đậm tới 3,2 TUDG.